Hoài Linh lộ clip mang tay tát, thẳng tay tát đàn em trong hậu trường, nguồn cơn sự việc ra sao? Hoài Linh chỉ vừa trở lại làng giải trí cách đây không lâu bằng vai diễn trong một vở kịch dài, khán giả vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai ồn ào của nam danh hài trước đó, nhưng nhìn chung cũng không còn quá khắt khe. Cái tên Hoài Linh vẫn được đánh giá là ăn khách bậc nhất, nhận được rất nhiều sự quan tâm. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip hậu trường có sự xuất hiện của Hoài Linh, nam danh hài khi này đứng cùng một đàn em trong nghề, chẳng hiểu nguồn cơn ra sao mà ông thẳng tay tát đối phương, còn lớn tiếng quát: "Đam mê mà không dám lên sân khấu, bỏ nghề đi mày, về quê làm ruộng." Cú tát đau điếng của Hoài Linh dành cho nam diễn viên trẻ khiến nhiều người xem không khỏi giật mình. Ai nấy đều thắc mắc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra mà danh hài lại bức xúc đến như vậy. Trong lúc đó mọi người bàn tán không ngừng, fan của Hoài Linh đã nhanh chóng lên tiếng. Họ giải thích đây chỉ là cảnh tập luyện của Hoài Linh và bạn diễn trước giờ lên sân khấu mà thôi. Cả hai sẽ cùng góp mặt trong một MV đón xuân Nhâm Dần. Như vậy, sau vai diễn trong Lạc Giữa Biển Người, Hoài Linh sẽ tiếp tục xuất hiện trong một sản phẩm nghệ thuật khác. Điều này cho thấy quyết tâm trở lại với nghề của nam danh hài không hề nhỏ. Được biết, MV lần này của Hoài Linh tham gia là MV của Say Huỳnh, sẽ phát sóng vào 21 tháng 1 tới. Không chỉ diễn xuất, ông còn góp giọng trong sản phẩm của đàn em. Say Huỳnh tiết lộ thêm, MV lần này được tôi lấy cảm hứng từ bạn Cách Thân, ca khúc khởi đầu cho sự nghiệp danh hài Hoài Linh tại hải ngoại nhiều năm về trước. Lần này, tôi kết hợp với anh Hoài Linh tạo nên Trách Thân 2022 với phong cách trẻ trung và hiện đại hơn. Trước đó, Hoài Linh từng trải qua năm 2021 với rất nhiều biến cố lớn. Việc bị nghi ngờ chuyển từ thiện đẩy nam danh hài vào thế khó, nhận hàng loạt chỉ trích và công kích. Trước áp lực dư luận, Hoài Linh đành tạm ở ẩn một thời gian, suốt nhiều tháng trời ông không xuất hiện, cũng chẳng để lộ bất cứ thông tin nào. Mãi đến gần đây, cơ quan chức năng thông báo kết quả điều tra vụ từ thiện của Hoài Linh, xác định nam danh hài không vi phạm, quyết định không khởi tố thì mọi chuyện mới đỡ hơn. Đồng nghiệp, người hâm mộ Hoài Linh rất vui mừng khi cuối cùng ông cũng được trả lại trong sạch. Tuy nhiên, vẫn còn số đó một người bàn tán về việc nam danh hài giữ số tiền hơn 14 tỷ đồng trong nửa năm trời.